rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười, khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau.
yêu em như lúc đầu. Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch. Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tìm mẹ. Lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Từ đây em không còn khó, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Sẽ luôn
trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Lên sân khấu những nhân vật quan trọng trong ngày hạnh phúc hôm nay. Đầu tiên đó là sự hiện diện của hai nhân vật chính, cô dâu Linh Nga, chú rể Huy Cương. Bằng một tràng vỗ tay thần lớn của tất cả chúng ta. Và song hành với cô dâu chú rể cũng xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai gia đình nhà trai và gia đình nhà gái cũng sẽ di chuyển đến khu vực sân khấu để có những lời ý kiến phát biểu xin dâu nhận rể, kết tình thông gia. Và chúng ta cũng không quên chào đón hai vị trưởng đoàn của hai gia đình cùng tiến về sân khấu bằng những tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Xin mời. Xin mời trưởng đoàn nhà trai ạ, mình sẽ qua bên chú rể ạ. Trưởng đoàn nhà gái sẽ đứng cạnh cô dâu. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay được sự ủy quyền của hai gia đình, hai vị trưởng đoàn sẽ là những người trực tiếp có những lời phát biểu xin dâu, nhận rể, kết tình thông gia. Và với sự hiện diện đầy đủ trên sân khấu tình yêu, chúng tôi xin phép được giới thiệu tất cả quý vị, hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai gia đình và đặc biệt là hai nhân vật chính, những người đã cho chúng ta tất cả những lý do để có mặt tại khán phòng tiệc cưới của gia đình nhà gái trong ngày hạnh phúc hôm nay, cô dâu Linh Nga, chú rể Huy Cương. Thì khoảnh khắc này cho phép chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình tổ chức lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc cô dâu Linh Nga sánh duyên cùng chú rể Huy Cương. Một tràng vỗ tay của chúng ta xin phép được bắt đầu. Xin được cảm ơn những tràng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc tới từ tất cả quý vị. Và thưa quý vị thân mến, theo như phong tục tiệc cưới của quê hương chúng ta thì khi tại lễ vu quy thì những lời phát biểu đầu tiên đó sẽ đến từ gia đình nhà trai, thưa quý vị. Và ngay khoảnh khắc này, trân trọng kính mời quý vị sẽ xơi nước, xơi trà, hướng mọi tầm nhìn về khu vực sân khấu để chúng ta đón nghe những lời phát biểu xin dâu của vị trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, thưa quý vị. Và chúng tôi mong muốn quý vị sẽ đón nghe những lời phát biểu trưởng đoàn nhà trai bằng một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú, bác của hai cháu cùng toàn thể hội hôn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt và giờ này cũng là giờ tốt. Họ nhà trai chúng tôi được xin phép tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn cho phép nhà trai chúng tôi được xin dâu về dưới nhà trai cùng kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn và bạn bè nam nữ gần xa của hai cháu là đưa cháu về dưới họ nhà trai để nội đón ngoại đưa để làm lễ thành hôn cho hai cháu được đảm bảo thời gian và cũng như thủ tục. Thời gian qua thì các cháu đã được trưởng thành và tìm hiểu đến giờ phút này là ngày hạnh phúc trăm năm của các cháu, được chính quyền địa phương hai bên đã công nhận cho các cháu là vợ chồng. Hai họ đã đồng lòng để mà lo cái buổi thành hôn cho hai cháu được long trọng. Đảm bảo cái thời gian thì họ nhà trai chúng cháu xin phép được cảm ơn tất cả sự nhiệt thành của họ nhà gái đón tiếp họ nhà trai. Chúng cháu xin cảm ơn. Xin hết ý kiến. Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Xin được cảm ơn tất cả những ý kiến phát biểu của trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị, nhà trai đã có lời đầu và cũng có những ý kiến để xin phép được đón dâu thì ngay giờ đây để đáp lại sự hiện diện
tình cảm của gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời trưởng đoàn nhà gái, ông cũng sẽ thay lời gia đình để có đôi câu đáp lại bên gia đình nhà trai. Và đặc biệt đó là thay lời gia đình ông bà Tám Thúy để cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả các cụ, công, các bà và quý vị khách quý đang hiện diện trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và chúng ta không quên đón nghe những lời phát biểu của trưởng đoàn nhà gái bằng những tràng vỗ tay của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn ông. Hôm vừa qua thì ý kiến của vị đại biểu trưởng đoàn nhà trai đã có lời phát biểu và cũng có ý kiến để mà xin đón dâu. Thay mặt cho gia đình, lời đầu tiên thay mặt xin gửi lời kính chúc sức khỏe các cụ, công, các bà cùng toàn thể hội hôn với lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác trong hai họ bốn bên, kính thưa các vị khách quý của hai gia đình cùng toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ, bạn của hai cháu Nga và Cương, gia đình họ nhà trai, gia đình họ nhà gái chúng tôi có ông bà ông Tám Thúy sinh hạ được cháu Nga, gia đình họ nhà trai dưới nhà có ông Toán sinh hạ được cháu Cương. Hai cháu đã khôn lớn đến tuổi trưởng thành, trên bước đường đi của hai cháu ra ngoài học tập công tác, hai cháu đã kết bạn thân với nhau. Qua một thời gian dài, sự tìm hiểu của hai cháu đã được hai bên gia đình, cha mẹ đón nhận tình cảm của hai cháu và vun đắp tình cảm cho hai cháu. Đến nay, hai cháu đã nên duyên vợ, duyên chồng. Hôm nay, được sự nhất trí của hai cháu và sự đồng thuận của hai bên gia đình, đồng thời được phép của cơ quan chính quyền hai địa phương Trung Nguyên và Tam Hồng, hai gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Gia đình họ nhà trai đã chọn giờ tốt có lễ để xin lên gia đình ông bà Tám Thúy, để trước là để kính gia tiên, sau để xin phép gia đình được đón cháu Nga về làm dâu con cháu gia đình họ nhà trai. Thế mà thay mặt cho gia đình cũng là hai bên gia đình đã làm cái thủ tục để xin nhận lễ ở trong nhà. Thế là tới đây để qua ý kiến của tôi để thay mặt cho gia đình xin cảm ơn sự quan tâm của gia đình họ nhà trai đã lên để mà xin đón dâu, để xin kính mời các cụ, các ông, bác, bà cùng xơi dầu xơi nước để chúc mừng cho hai gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả những ý kiến phát biểu của trưởng đoàn nhà gái. Kính thưa quý vị thân mến, và khoảnh khắc này trân trọng kính mời hai trưởng đoàn di chuyển tiến đến phía trên bằng tất cả tình cảm. Hai ông sẽ trao cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm thật thân mật để gắn kết tình nghĩa thông gia hai nhà như một. Một tràng vỗ tay thật lớn mà tất cả chúng ta chúc mừng cho hai bên gia đình. Cảm ơn hai trưởng đoàn rất nhiều. Kính thưa tất cả các cụ, công, các bà, quý vị khách quý thân mến, và hai bên gia đình thì đã hướng dẫn cho cô dâu chú rể thắp hương kính báo gia tiên ở phía nhà trong. Còn khoảnh khắc này chúng tôi trân trọng kính mời quý vị sẽ hướng về sân khấu để chúng tôi được mời lên sân khấu. Đó là những phần quà, thưa quý vị, trước giờ mà cô dâu xinh đẹp Linh Nga của chúng ta lên xe hoa thì gia đình có rất nhiều những phần quà để trao tới cho đôi uy nương. Và cũng như để tiết kiệm thời gian, thưa quý vị thân mến, trưởng đoàn nhà trai thì đã có ý kiến đó là vào khoảng 8:35, thưa quý vị, gia đình nhà trai sẽ xin phép được đón dâu. Chính vì điều đó mà ngay giờ đây, quý thời gian có hạn, mong muốn những phần quà của gia đình đã chuẩn bị, sau khi nhận lời mời chúng ta sẽ nhanh chóng lên sân khấu để trao quà. Và phần quà đầu tiên đó là của ông nội cô dâu. Trân trọng kính mời ông nội sẽ cùng tiến về sân khấu, sẽ có quà cưới để trao tới cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay nhà trai được chọn cái giờ tốt có lễ kính trình để đến xin dâu. Tôi đại diện nhà gái, tôi xin mời nước mời chầu nhà trai ạ. Chúc mừng hai họ giao lân rõ ràng, bên quạt bên trần xanh vàng, hai bên giao ước chọn ngày khác nào, cả nước rồng mây một ngày, dầu hồng cao trắng mở ra sẽ tơ chỉ thăm để mà sẵn đôi. Nay lời bên ngoại chúng tôi tay nâng chén nước đón người phụ quý, cha
gái thì hiền hậu du mình mà bà công để sinh ra con cháu lạc hồng để mà nối dõi tổ tông đời đời tổ tông đời đời. Tôi xin hết ạ. Sau ông nội sẽ là bà ngoại, trân trọng kính mời bà ngoại sẽ lên sân khấu trao quà. Và sau đó thì bố mẹ cũng như anh chị em ruột cô dâu sẽ chuẩn bị. Hôm nay ngày tốt tháng lành, yêu con mẹ xót nước ra khuyên mời, nước ra khuyên mời. Thật là thiện nguyện thiên duyên, khâu dầu trên nước miệng chuyên ra mời, miệng chuyên ra mời. Nước này chỉ màn vối tươi, nước này chỉ màn vối tươi, con ra tiếp mẹ đời đời vui ở chung, đời đời vui ở chung. Nước này nghĩa mẹ tình con mẹ trao, con linh thương ngon mắt tả lòng, thương ngon mắt tả lòng. Hôm nay con lên trời được xôi uống nước thân là trường sinh, thân là trường sinh. Thưa mẹ ơi là già ơi, con xin hết đấy ạ. Hôm nay ngày tốt tháng lành, hai bên xây dựng gia đình cho con. Lễ nghi họ nội vuông tròn, chính quyền đăng ký kết hôn cho rồi. Hôm nay họ nội chúng tôi nhận con giao thảo về nơi quê nhà. Sau mình lo trước liệu sau, cùng phòng cha mẹ giao thảo hiền. Trước là thờ phụng tổ tiên, mà sau kế nghiệp ma tiên đường giáo ngoan hiếu thảo nết na, niềm vui phân khởi toàn ra bên là bên. Mong cho canh đất xung xuê nhiều cảnh lắm quá chân thịnh hoa. Mong cho con cháu khôn ngoan trái thịnh dễ tháo gái hoàng dâu hiền hai bên muốn đắp gia đình cho con. Cháu vừa rồi họ nhà trai và nhà gái đã được giao dâu và nhận rể. Tôi là thay mặt họ nhà trai xin chân thành cảm ơn những sự nồng nhiệt và tiếp đón của họ nhà gái. Bây giờ thay mặt nhà trai đã đến giờ tốt, họ nhà trai chúng tôi xin phép để mời toàn thể các cụ công bà hai họ đứng
đưa cháu về nhà trai để chúng ta cùng nhau tổ chức một liên hoan văn hóa văn nghệ. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ông. Rồi cái chuyện của ban biểu nhà trai đã có lời bắt biểu và xin chào dâu và thay mặt cho gia đình đó tất cả những cái tình cảm của các cụ ông các bà và đoàn có lời thay mặt gia đình xin cảm ơn và gia đình cũng xin để pháp để kính mời các cụ các ông các bà trong họ nhà gái để đưa cháu gái về nhà chồng cho kịp giờ tốt ạ. Xin kính mời. Một lần nữa xin được trân trọng chuyển lời gia đình ông bà Tám Thúy, gia đình nhà gái. Cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể các cụ công, các bà, quý vị quan khách quý. Cảm ơn gia đình nhà trai. Và như đã lời mời của hai vị trưởng đoàn, trân trọng kính mời hai gia đình chúng ta sẽ di chuyển ra những phương tiện đó là gia đình đã chuẩn bị sắp xếp để chúng ta sẽ lên đường di chuyển qua bên nhà trai tham dự chương trình tổ chức lễ thành hôn chú rể Huy Cương, cô dâu Linh Nga. Chúc cho lễ thành hôn sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc cho hai gia đình lên đường thượng lộ bình an. Một lần nữa trân trọng chuyển lời ekip thực hiện chương trình sự kiện trung tâm. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng với những người thực hiện chương trình chúng tôi. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Cái gật đầu dù trắng sang trong nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia và dù cho ai qua lối sẽ là anh giữ chân em. Về tìm được nhau phải đâu dễ dàng, có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xế, có bàn tay chở che em này. Chỉ người hơn vì em đã có tôi rồi, em chỉ cần sống yên vui thế giới có tôi lo rồi, ta bên nhau mãi không xa rời. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa cửa chuyện mẹ cha xin đường nên vợ cho thương anh để lâu hóa thêm âu sầu. Hết đau đầu baby nghe này, em là cô gái mộng mơ xinh đẹp duyên dáng để cho anh ngẩn ngơ, bao nhiêu năm giờ vì vương mối tình tơ đêm ôm nỗi nhớ thao thức với cho em vần thơ, vì anh nhắc lưu em mất rồi mà em
vẫn vô tư vậy thôi, vẫn không muốn chung đôi, chả để ý đến tôi, để sau bao năm chờ đợi anh đến giờ vẫn đơn côi. Nói với anh chỉ một lời rằng sẽ bên anh đến trọn đời. Trước giờ anh vẫn quen với cô đơn hơn mấy ngày, anh sẽ yêu thương em nhiều hơn. Anh chẳng cần biết người trước kia bên em là ai, chỉ cần là anh từ giờ đến muôn đời mãi. Thì dù anh có nói tình mình hơi sai sai, em vẫn sẽ đưa em. Thôi thì là duyên đâu người thuận thì tôi sang đưa chuyện mẹ cha xin đường em thờ cho. Thương em để lâu hát em âu sầu, nay nói ra cho em đau đầu. Thôi thì là duyên đâu người thuận thì tôi sang đưa chuyện mẹ cha xin đường em. Đừng ăn để lâu hát em âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Từ nay em sẽ
sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Mình giữ nhau thật chắc nhé, nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh. Xin chào các bạn và đồng nghiệp, chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu khách quý, quý vị khách mời, gia đình hai bên, các bạn bè nam thanh nữ tú đã cùng trở về chúc mừng trong ngày cưới của cô dâu chú rể Huy Cương và Linh Nga. Lời đầu tiên cho Phước Ngọc Kim xin được thay mặt cho ekip của chương trình xin được gửi tới quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào đồng nghiệp nhất tới không ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và quý vị thân mến, với tình cảm vô cùng dạt dào, vô cùng tuyệt vời của tất cả quý vị đã cùng dành thời gian quý báu của mình về đây để cùng theo dõi, minh chứng và chúc phúc cho đôi bên nương. Đó là tình cảm vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi được thay mặt cho gia đình, thay mặt cho đối rể sẽ cảm tạ những lòng nhiệt thành của tất cả quý vị. Và giờ phút này chúng tôi sẽ mời quý vị hãy cùng hướng cảm xúc của mình về nơi sân khấu nơi đây để cùng đón chào lên sân khấu ngay bây giờ là sự hiện diện vô cùng rạng ngời hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời sự hiện diện của cô dâu chú rể. Đó chính là Huy Cương cùng với Linh Nga. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta đã vụt vẻ tình yêu vô cùng tuyệt vời của cô dâu chú rể ngày hôm nay cùng trở về đây, cùng đến với một trong những nhân vật mà chúng ta đã luôn yêu thương trong suốt thời gian qua. Và hy vọng tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta sẽ luôn yêu thương và dành cho họ cái tình cảm là lớn lao nhất. Và cái lúc này thì có lẽ rằng là giây phút chúng ta đang chờ đợi, giây phút được thấy đôi đương được nắm tay nhau đi trên con đường đầy hạnh phúc. Xin mời cô dâu chú rể hãy cùng tiến lên lễ đài của tình yêu và những tràng pháo tay thật lớn của thân quý vị hãy cùng chào đón đi ạ. Xin mời quý vị. Đã rằng là nghĩa vợ chồng, dẫu cho nghìn núi cạn sông tràn rời, dẫu đã có nát vàng thời có phai, thì trăm năm duyên nở cũng chẳng bao giờ phai được lời thề. Bao giờ bằng lăng thôi không tím, thì lúc đó tình anh mới nhạt phai. Yêu em cho sông cạn đá mòn, sông kia chưa cạn, anh vẫn còn yêu em. Từ nãy cùng thề nguyện nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, và cùng hứa với anh một câu, mình sẽ đi hết đoạn đường này. Và qua đêm nay thôi, qua đêm nay thì sóng gió sẽ về với mây ngàn. Phải chăng em ơi, anh đã mơ ước lâu lắm rồi. Suốt cuộc đời này và mãi mãi, anh chỉ yêu có một mình em thôi. Và quý vị thân mến, chính vì tình yêu đẹp đó đã được cô dâu chú rể gặp gỡ, làm quen và yêu nhau. Lúc này thì cô dâu chú rể xin được trân trọng cúi chào và giao mắt tới toàn thể quý vị. Và lúc này chúng tôi xin được trân trọng kính mời sân khấu với sự diễn tiếp theo, một vị đại diện cho nhà trai và một vị đại diện cho nhà gái sẽ cùng lên sân khấu để có lời cảm ơn chân thành đối với quý vị và đặc biệt có những lời căn dặn hai cháu về lâu dài. Trân trọng kính mời hai bác. Thưa quý vị thân mến, trong giờ phút này là giờ phút Thăng Long Hoàng Đảo, giờ phút bóng tơ bà Nguyệt đã chính thức xe duyên cho đôi lứa. Chúng tôi xin được cảm ơn rất nhiều với sự vun vén đầy yêu thương của tất cả gia đình hai bên, ông bà, anh chị em và đặc biệt bạn bè thân thiết đang cùng về đây minh chứng cho tình yêu này. Và hôm nay, thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2024, tức ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, một ngày đầu tiên của tháng 2. Chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của dâu chú rể Huy Cương và Linh Nga xin phép chính thức được bắt đầu. Quý vị cứ vỗ tay thật lớn đi ạ. Những tràng pháo tay của quý vị sẽ là những món quà vô giá dành tặng cho dâu chú rể ạ. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là ngọn lửa tình yêu được thắp lên. Tình yêu thì luôn có đắng có cay, có chua có ngọt thì mới say rất nồng. Tình yêu thì như ngọn lửa hồng, như dòng nước chảy và đồng cỏ khô. Tình yêu tôi có bến có bờ, có đợi có chờ, mới có hai chữ thủy chung. Họ đã đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi. Thưa quý vị thân mến, giữa thế giới rất đông người như thế này, 8 tỷ người đúng không ạ? Làm thế nào để một chàng trai, một cô gái có thể gặp gỡ, làm quen và yêu nhau? Đó chỉ có thể là cái duyên. Chính cái duyên và định mệnh đã đưa cô dâu chú rể gặp và làm quen nhau, yêu nhau và xây dựng tình nghĩa vợ chồng. Xin cảm ơn rất nhiều. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ lắng nghe những phát biểu sau đây đến từ đại diện của gia đình nhà gái sẽ có đôi lời cảm ơn quý vị và chính thức chào dâu hiền. Trân trọng kính mời ạ.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể cô dì chú bác trong hai họ bốn bên, kính thưa các vị khách quý của gia đình, cùng toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ, bạn của hai cháu Nga và Cương. Gia đình họ nhà gái chúng tôi có ông bà ông Tám Thúy sinh hạ được cháu Nga. Gia đình họ nhà trai thế này có ông Cương, ông Toán sinh hạ được cháu Cương. Hai cháu đã khôn lớn đến tuổi trưởng thành, trên bước đường đi của hai cháu ra ngoài đã quen biết và tìm hiểu nhau. Qua thời gian dài, sự tìm hiểu của hai cháu đã được hai bên gia đình, cha mẹ đón nhận và vun đắp tình cảm cho hai cháu. Đến nay, hai cháu đã nên duyên vợ, duyên chồng. Hôm nay được sự đồng ý của hai cháu và sự đồng thuận của hai bên gia đình, đồng thời được phép của cơ quan chính quyền hai địa phương Trung Nguyên và Tam Hồng, hai bên gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt làm lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Gia đình họ nhà trai đã chọn giờ tốt để có lễ lên gia đình ông bà ông Tám Thúy, trước là để làm lễ kính gia tiên, sau cũng để xin phép gia đình được đón cháu Nga về làm dâu con cháu trong gia đình họ nhà trai. Kính thưa các cụ, cái lễ trọng đại của hai gia đình, ngày vui hạnh phúc trăm năm của hai cháu, tình cảm của hai cháu đã được đón nhận, những cái tình cảm gần gũi, gần thương nhất của bên nội và bên ngoại đã đưa và đón cháu gái về nhà chồng. Tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái để xin chính thức giao dâu ra Nga cho gia đình Toán và làm dâu con cháu trong gia tộc và làm vợ hiền của cháu Cương. Kính thưa các cụ, cháu Ba tuy có lớn nhưng chưa có khôn. Trong công việc cũng như giao tiếp trong gia đình, cháu chưa được hiểu biết nhiều. Kính mong được sự chỉ bảo của các cụ, toàn thể gia đình để dạy bảo các cháu nhiều hơn nữa, để tình cảm giữa hai gia đình luôn đoàn kết gắn bó, các cháu sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Thay mặt cho gia đình cũng là xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình họ nhà trai đối với gia đình nhà gái chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp của gia đình. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu vô cùng ân tình, ý nghĩa và căn dặn hai cháu rất là cặn kẽ, đúng không ạ? Đối với quý vị thân mến, thì bác muốn nói thêm một điều rằng ở nhà thì cháu là cháu gái, hôm nay xây dựng gia đình thì cháu sẽ được làm dâu. Lời ăn tiếng nói, việc làm có lẽ là phải khác xưa, như vượt cây hạn gặp mưa, xứng con dâu thảo, sân ưa, chồng mừng, để cho trên dưới trong ngoài không ai chê cháu dâu của bác một điều gì, đúng không ạ? Một lần nữa chúng ta sẽ cùng dành tới bác đại diện nhà gái và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa, đúng không quý vị? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cũng để đáp lời, xin trân trọng kính mời bác đại diện nhà trai cũng sẽ có lời đáp từ và cũng như là cảm ơn tới tất cả quý vị khách quý. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày lành tháng tốt, là lễ thành hôn của hai cháu được nội đón ngoại đưa, đến giờ phút này đã về đến nhà trai coi là bình an. Trước lời phát biểu, xin chân thành cảm ơn ý kiến của họ nhà gái đã trao dâu. Tôi thay mặt cho họ nhà trai xin cảm ơn và sự nhiệt tình của tất cả các cụ, các ông, bà, cô dì, chú bác, bạn bè thân thiết của hai cháu đã bớt chút thời gian về để mà giữ lễ thành hôn của hai cháu. Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, bà và toàn thể hội hôn để chúc hạnh phúc cho cháu Cương và cháu Nga được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn ý kiến của họ nhà gái đã giao lưu. Từ giờ phút này là cháu Nga chính thức là dâu hiền dễ tháo, cháu Cương là dễ thảo ở trên gia đình ông Tám Thúy, cháu Nga là dâu của họ Phạm chúng tôi ở dưới Tam Hồng. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các bà và toàn thể hội hôn đã về dự lễ thành hôn của hai bạn Nga và Cương.
xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, như vậy đồng đóng cây chung của hai nhà xuân này ắt hẳn sẽ tươi hoa. Những lời nhắn nhủ sâu vào rẻ, hãy sống bên nhau thật chan hòa. Xin cảm ơn những lời phát biểu đến từ đại diện của hai gia đình. Xin mời bác Sực tiến lên phía trước một bước để cùng bắt tay nối kết tình thông gia thêm bền chặt. Xin mời bác ạ. Xin cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. Hai bác có thể ôm nhau một cái tình cảm được không ạ? Vâng ạ, hai bác có thể ôm nhau một cái tình cảm, đúng không? Ghi lại khoảnh khắc này ạ. Quý vị một lần nữa dành cho hai bác những tràng vỗ tay đi quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và quý vị thân mến, trong một tình yêu vô cùng tuyệt vời của chú sẻ đã và đang dành cho nhau và sẽ luôn dành cho nhau như vậy. Không phải khi mà vợ chồng đã tìm đến nhau là con thuyền đã cập bến đâu, mà lúc này con thuyền mới được căng bờ vượt sóng ra khơi. Chắc chắn sẽ gặp rất nhiều những sóng gió của một đời. Cô dâu chú rể, đừng bao giờ buông tay nhau, hãy nắm tay nhau thật chặt để con thuyền của bạn sẽ vững tay trèo. Thưa quý vị thân mến, còn là con người thì có tổ có tâm, nên cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội mới nảy cảnh xanh lá, mà nước có nguồn mới bể đặng sông sâu. Chính vì ý nghĩa cao đẹp đó, những nét đẹp văn hóa không thể thiếu được nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, đó chính là hướng về cội nguồn. Thì sau đây cô dâu chú rể sẽ cùng tiến vào phía bàn thờ tổ tiên, cùng thắp một nén hương kính bái tổ đường để ông bà tổ tiên cùng mong cầu cho hai con hai cháu của mình được trọn đời bên nhau. Xin trân trọng kính mời. Trở lại sân khấu để cùng đến giây phút thật sự lãng mạn thiêng liêng hơn nữa. Xin mời. Chú rể có tâm sự với Ngọc Kiên rằng: anh ơi, em đã đi nửa vòng trái đất rồi mà gặp cô dâu đây là người thứ nhất em yêu. Em yêu cô ấy không bởi vì gấm lụa, không bởi vì nhung hoa, mà em yêu cô ấy bởi tính nết na tỉ mỉ. Trao cho em vòng tay tình ái, cả gia tài là một đức tính cần lao. Và quý vị thân mến, một tình yêu vô cùng ngọt ngào mà con dâu chú rể đã và đang dành cho nhau. Những nụ cười trên môi của họ đã nói lên một tình cảm chân thành họ đã dành cho nhau, thưa quý vị. Và lúc này thì có lẽ rằng là chú rể ơi, một điều có lẽ rằng là em đã mong đợi rất là lâu, đó chính là được đeo lên tay người vợ của mình vòng nhẫn cưới thiêng liêng. Xin mời chú rể hãy làm việc đó ngay bây giờ để cùng chứng minh một tình yêu chân thành mà em đã luôn dành cho vợ của mình. Xin mời ạ. Và xin mời cô dâu cũng sẽ đeo cho chồng mình, đó là những chiếc nhẫn cưới, đó là một cặp đôi rất là hoàn hảo, thưa quý vị. Hai bạn có thể rơi chiếc nhẫn buộc với nhau, áp sát vào tay nhau, áp sát tay nhau. Vậy ạ, tìm thấy ống kính ạ. Và trân trọng tuyên bố với quý vị, từ giờ phút này, cô dâu chú rể đã thực sự nên vợ thành chồng. Một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị. Rất là yêu thương đúng không ạ?
Xin cảm ơn rất nhiều, chúc cho tình cảm của hai em sẽ luôn hạnh phúc tràn đầy như lúc này. Anh muốn rằng tất cả những giây phút trong suốt cuộc đời của em, từ giây phút này đến hết cuộc đời, sẽ luôn hạnh phúc như những giây phút này. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì có lẽ rằng là một tình cảm vô cùng thiêng liêng với tình cảm vợ chồng. Thì cô dâu chú rể sẽ cùng chim ngọt sẻ bùi. Xin mời các bạn sẽ cùng tiến về phía cánh trái của sân khấu để cùng thắp lên ngọn lửa tình yêu và cũng như là chim ngọt sẻ bùi. Qua hành động chúng ta cùng cắt bánh gato của ngày cưới, một tấm bánh vô cùng đẹp và ngọt ngào. Xin mời các bạn sẽ cùng thắp lên ngọn lửa tình yêu ạ. She falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Xin mời hai bạn cùng chung tay cắt bánh nhỉ. Những tấm bánh tượng trưng cho sự ngọt ngào của tình yêu, sự tròn trịa của hạnh phúc, sự no đủ của em gia đình. Và chúng tôi chú rể đã cùng tay chung tay cắt bánh gato thay cho sự một thể hiện có sự chung tay chung lòng, đồng cam cộng khổ vượt qua tất cả những phong ba bão tố để đến với những điều mà họ đang mong đợi, những chân trời của ước mơ, chân trời của hạnh phúc của quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Và lúc này xin mời chúng tôi chú rể hãy cùng tiếp tục tiến về phía cánh phải của sân khấu để cùng dắt lên tòa tháp những ly rượu nồng cháy ngày hôm nay. Hãy cùng bật nắp sâm panh để uống mừng cho lễ cưới thành hôn ngày hôm nay. Vâng ạ, chúng tôi xin được cảm ơn tới một người đã chuẩn bị rất là chu đáo những phần tiệc rượu ngày hôm nay. Quý vị cũng thấy rằng là một chai rượu nó giống hình ảnh của một người chú rể, và một chai rượu thì đang khoác trên mình một chiếc váy như cô dâu vậy. Đó là chai rượu vợ và chai rượu chồng. Chúng tôi muốn hai chai rượu này sẽ cùng hòa quyện lại với nhau như tình cảm, như dòng máu của tình yêu đang chảy tràn trong hạnh phúc. Xin mời chú rể hãy cùng bật nắp sâm panh đi ạ. Chú rể có thể lắc mạnh chiếc chai lên ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, chiếc chai đầu tiên đã được mở. Xin mời chai thứ hai ạ. Chú rể có thể bật hai chai. Chú rể đã đi theo dõi rất nhiều đám cưới của các bạn mình rồi. Hôm nay chai sâm panh này có làm khó bạn không? Rất khó đúng không ạ? Cái việc gì khó mà chúng ta tự làm được thì bao giờ cũng cho chúng ta một cái kiến thức trang bị cho cuộc sống chúng ta. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Tôi xin hai bạn sẽ cùng chung tay rót lên tòa tháp ạ. Vâng, con xin phép cầu các bà trong nhà để con thực hiện chương trình của này trước nhé. Cho con thực hiện chương trình của này trước ạ. Vâng ạ. Xin mời cô chú rể, chú rể ơi, xin mời con dâu sẽ cùng nâng ly rượu này. Hai bạn sẽ cùng rót lên ạ. Nó giống như một hình ảnh của dòng máu, tình yêu hai vợ chồng đang cùng hòa quyện lại với nhau rồi quý vị. Alo. 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 Hôm nay hai bên gia đình chọn ngày tốt thì đón cháu nhà trai, đón cháu dâu về. Thế chúng tôi đã đưa cháu dâu về tại gia đình hội trường nhà trai. Thế nhà trai lại giận dâu rồi. Bây giờ trước khi chuẩn bị ra về, tôi dặn cháu gái có mấy lời. Cháu là con gái tòng phú, phận cháu là gái phải đi lấy chồng. Hôm nay cháu về nhà chồng mà ở sao vừa ý đẹp lòng mẹ chàng. Ở sao trên kính dưới nhường, trên thì cháu kính dưới nhường các em.
gọi là dâu ngoan. Cháu về thu xếp mà lo toàn nhà chồng. Nhà cháu sung sướng biết bao, nhà chồng vất vả thế nào cháu cũng phải lo. Chúc cho hai cháu đẹp đôi, cuối năm sinh được cháu trai đâu lòng. Tôi xin dặn cháu mấy lời, còn đâu họ lỗi muôn phần dạy bảo ban, muôn phần dạy bảo ban. Đi hết à? Vâng ạ, xin cảm ơn những lời chúc vô cùng ý nghĩa đến từ các ca cụ ở phía trong nhà. Và lúc này thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời với những người đã luôn yêu thương và đã có công sinh dưỡng. Xin trân trọng kính mời người bố, đó chính là bố Toán, sẽ cùng trở lại sân khấu với con trai của mình. Và xin được trân trọng kính mời hai bác đại diện một lần nữa sẽ cùng tạm rời vị trí bàn tiệc, sẽ cùng trở về sân khấu để cùng tiếp tục với những ly rượu thật sự nồng cháy và đầy yêu thương của các con các cháu sẽ được gửi tới. Một lời cảm ơn tới tất cả các vị đại diện. Trân trọng kính mời ạ. Xin mời bố Toán, xin mời hai bác đại diện và xin mời người bá của chú rể cũng sẽ trở ra sân khấu. Xin mời bá Hạnh ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời bố Toán, bá Hạnh cùng với hai bác đại diện sẽ cùng trở về sân khấu ạ. Xin mời ạ. Quý vị thân mến, một người cha đã sinh dưỡng nuôi con trưởng thành như ngày hôm nay, đó chính là bố Toán. Người cha thì người ta vẫn nói rằng là như ví như ngọn thái dương. Người cha là ngọn núi để con dựa vào. Người cha là người chỉ cho con thế nào là lẽ phải. Người cha đã chỉ cho con đầu sóng ngọn gió. Và chắc chắn rồi, người cha luôn dõi theo và cho các con hành trang bước vào đời. Lúc này thì có sự hiện diện của cha cùng với bá Hạnh. Và xin mời hai bác đại diện ạ. Mát đi ạ. Xin mời bác. Xin lên sân khấu ạ. Và xin mời bố mẹ của cô dâu cũng sẽ hiện diện với sân khấu ạ. Vâng ạ, xin mời thưa quý vị thân mến, để cùng tỏ một tình cảm chân thành và đáng kính tới những người sinh thành thì sau đây sẽ được mời chú rể và cô dâu sẽ cùng mời rượu tới những người làm cha, làm mẹ. Và xin mời chú rể có thể nâng rượu lên mời tới bố mẹ của cô dâu và cô dâu nâng rượu lên mời tới người cha sinh thành của chú rể và đại diện của gia đình nhà trai. Xin mời ạ. Đây là một tình cảm vô cùng tuyệt vời, một sự biết ơn tới những người đã có công sinh dưỡng. Thưa quý vị thân mến, có một câu nói mà chúng ta luôn nhớ, đó chính là công cha thì như đối Thái Sơn, nghĩa mẹ như đất trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho trò chư hiếu mới là đảo con. Ngày hôm nay hạnh phúc của hai con đã được vuông tròn. Những người nào cha nào mẹ cũng không giấu được ý niệm xúc động khi mà hai con của mình đã tìm được nơi nương tựa suốt cả cuộc đời của mình. Lúc này thì có đã rằng những ly rượu sẽ nói lên một tình cảm vô cùng ấm cúng của đại gia đình hai bên, một sự khăng khít của tình cảm thông gia. Đó xin mời hai ly rượu của chú rể ạ. Vâng ạ, lúc này chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng với hai bên gia đình sẽ cùng ly lại với nhau đi ạ. Xin mời ạ. Xin mời chúng ta cùng ly lại với nhau ạ. Chúng tôi cần những tràng pháo tay của quý vị để cùng chúc mừng cho tình cảm thông gia của hai bên gia đình. Đó, xin mời chúng ta cùng nhấp ly rượu lên rồi để cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Xin mời chúng ta chúng ta hùng lồng tay hình trái tim ạ. Vô cùng tuyệt vời và cùng hạnh phúc. Xin được chúc cho ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi chúng ta luôn tràn đắp những tiếng cười và những điều hạnh phúc được dâng trào. Xin mời chúng ta cùng nhấp ly rượu lên bôi ạ. Và hãy cùng với chúng tôi tận hưởng khoảnh khắc này. Đây là khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. 100 năm một đời người chỉ có một lần để chúng ta được làm một lễ cưới có sự minh chứng của tất cả các ông quý bà, các cô chú anh chị với những người bạn thân thiết đã cùng về đây. Thưa quý vị thân mến, ngay lúc này thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời bố của chú rể cũng sẽ đích thân có một phần quà vô cùng giá trị ý nghĩa dành tặng cho người con trai
và con dâu của mình xin chân trọng mời. Và bá Hạnh cũng sẽ đại diện cho gia đình, cũng sẽ được tận tay trao món quà này cho hai cháu của mình ạ. Chân trọng kính mời. Tại gia đình nhà gái thì có rất nhiều món quà mà phần nhà gái đã trao tặng cho một đồ chú rể, như một là món quà hồi môn để mong rằng các con các cháu sẽ có một hành trang bước vào đời, và niềm tin của bố mẹ luôn tin các con sẽ luôn vun vén cho tình yêu, và hãy nhớ rằng phía sau các con luôn có những sự dõi theo dạy bảo để các con trở thành hơn từ phía những người cha mẹ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và quý vị thân mến, thì ngay bây giờ thì có lẽ rằng còn một câu chúc nữa mà bác đại diện nhà gái cũng muốn nói rằng là bác cũng đã chuẩn bị một bài thơ rất là hay muốn dành tặng tới con cháu, đúng không ạ? Xin mời bác ạ. Có thể xin phép toàn thể hội hôn để có mấy câu thơ vui trước là để chúc phúc cho hai cháu, sau cũng là để thay lời cảm ơn tới các cụ, các ông, các bà trong hai võ bốn bên với những cái tình cảm và lời chúc sức khỏe. Xin cảm ơn. Tết đã qua rồi, xuân còn ở lại, xuân dài dài mãi hết tận tháng 3. Mùa xuân hoa nở khoe màu, tình xuân hợp lại cho tình thêm xuân. Ngày vui hạnh phúc trăm năm, bên thì được rể, bên thời được dâu. Bấy lâu duyên đợi, duyên chờ, nay thời đã đến, ngay là hôm nay. Hai bên dâu thảo dễ hiền, hạnh phúc là thế, còn gì là hơn. Trăm ơn là ở lẽ đời, giữ trọn lời hứa đời đời thủy chung. Bác chúc hai cháu thêm xuân, niềm tin chiến thắng xuân vui cả nhà. Chúc cho hai họ hai nhà sức khỏe hạnh phúc là xuân cả đời. Đến đây xin tạm ngừng lời, hai họ rạng rỡ cho đời thêm xuân. Xin hết ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Bác đã sáng tác bài thơ dành cho hai cháu và mong rằng những điều tuyệt vời như vậy sẽ diễn ra trong cuộc đời của tôi chú rể. Và lúc này thì còn một món quà nữa, một món quà của chị gái chú rể, đúng không ạ? Chị gái của chú rể cũng sẽ có một phần quà dành tặng cho hai của mình ạ. Xin chú ý mời ạ. Các quý vị thân mến, một người chị đã cùng chung sống và lớn lên trong một mái nhà với cô dâu, với chú rể, người em trai của mình. Có lẽ rằng là có rất nhiều kỷ niệm ba chị em đã có với nhau. Ngày hôm nay đây thì người chị, đúng là chị gái cũng đã có thêm một người bạn và có thêm một người rửa bát cùng. Đó chính là người em dâu. Đúng ạ. Xin một lần nữa cảm ơn và chúc cho chị em tình cảm của gia đình sẽ luôn keo sơn bền chặt. Xin cảm ơn cha, cảm ơn bá, cảm ơn chị gái. Tôi cũng sẽ đứng lại xin cảm ơn một chút ạ. Xin hỏi chú rể, trong giờ phút trọng đại thiêng liêng này thì bạn có cái lời chia sẻ cảm xúc như thế nào với tất cả người hơn, đặc biệt là có lời cảm ơn tới nhà gái ạ? Em cũng đang mất tiếng à? Hôm nay anh cũng đang mất tiếng, lẽ ra là con cũng nói cái giọng trong lắm, nhưng hôm nay là nói nhiều quá để mất cả tiếng. Chú rể cũng đang ốm một chút, không sao cả, đó là tình cảm của chú rể luôn dành cho nhau, đó là một sự chân thành. Nhưng mà bây giờ đây thì không nói được, nhưng mà bây giờ con sẵn sàng dành cho vợ mình một cái hôn không? Để cái khác ạ. Cô dâu muốn chú rể hôn bây giờ hay để cái khác ạ? Xin phép các cụ, các ông, các bà trong bây giờ là lễ thành hôn nhà trai. Giờ tốt chúng ta được điểm để cho các bà xin các bà thay mặt cho gia đình rất là xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình, tức là dành cho gia đình họ nhà gái chúng cháu, tức là đã đưa cháu gái về làm dâu con các cụ, các ông, các bà với gia đình, và
làm thành viên trong gia tộc họ nhà trai dưới này, bây giờ tốt để mà cho gia đình chúng cháu cũng là được xin phép để ra về, để trên nhà tất cả vẫn còn công việc và đón tiếp khách, để cuối cùng là không biết nói gì hơn là xin cảm ơn, xin chúc sức khỏe của cụ và toàn thể gia đình, để cho gia đình họ nhà cái chúng cháu xin được vui thoát. Vâng, xin cảm ơn chính là phát biểu đến từ đại diện cho nhà gái. Và trước khi nhà gái ra về thì có lẽ rằng là các cụ, các bà và toàn thể hội hôn, trước khi họ ở nhà gái ra về thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của các cụ, các bà nội đón ngoại đưa các cháu về dự lễ thành hôn của các cháu đến giờ phút này là cũng là ổn. Và các cụ, các bà và họ nhà gái xin trước tiên xin thay mặt cho họ nhà trai xin kính chúc tất cả các cụ, các bà và toàn thể hội hôn tháng năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chúc hội hôn mạnh khỏe và xin cảm ơn. Trước khi các cụ ra về xin chúc đoàn an khang, thịnh vượng và an toàn. Ngọt ngào, sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Chẳng nhau tin yêu ngọt ngào,